mẹ mày. Má ơi, đá bà này. Dạ. Đá bà này. Ôi. Ông làm gì vậy? Bà mới kêu đó đá bà này. Kêu gì? À, có cái gì con đem bên đây đi. Dạ. Nha, cho con khuôn mực nướng tái nữa. Dạ. Với lại bia. Hai lon bia. Dạ. Ủa anh, hả? Anh hỏi em uống gì sao anh kêu, sao anh tự ý anh kêu bia vậy? Trời ơi, anh biết em thích uống bia mà. Uống đi chị, uống bia, uống cho nó mát rồi em. Má ơi, đá bà này. Dạ. Đá bà này. Thôi. Anh làm gì vậy? Bà mới kêu đó đá bà này. Dạ. Dạ anh ơi, dạ em lại anh. Trời ơi, làm gì vậy? Anh ơi, em nói đá bằng này là anh cho bà này hai cái tẩy đá tự nhiên vô chứ không đá bằng gì anh. Trời ơi, mai mốt chị nói cho đủ chữ giùm em đi. Chị đúng nói rồi. Là cho chị hai ly đá bằng này. Tự nhiên cái đá bằng này tưởng nào đá nó. Đúng rồi. Em phải nói nước đá bằng này, đá bằng này, em cứ đá bằng này, đá bằng này. Uống qua hai lon bia chưa tới 50 ngàn cái bàn trăm rưỡi.